Trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam, thủ môn Tiến Dũng bảo vệ khung thành, không ngừng khích lệ để người em Tiến Dũng phía trên lăn xả hết mình. Hai anh em đã góp công lớn vào kỳ tích đưa đội bóng của Việt Nam dự vòng chung kết U20 thế giới. Tết đoàn viên là dịp hiếm hoi Tiến Dũng được gần gũi gia đình. Sự nghiệp bóng đá đã sớm chia tách hai anh em theo hai ngả đường. Người anh ở lại quê hương, được câu lạc bộ FLC Thanh Hóa tuyển mộ. Người em thì từ nhỏ theo học lò PVF Thành phố Hồ Chí Minh rồi đầu quân cho Than Quảng Ninh. Em rất là vui vì khá là lâu rồi thì em mới được về quê và anh em về cùng nhau một lúc đông đủ này. Bọn em ít có thời gian bên cạnh gia đình lắm nên là mỗi khi về nhà thì bọn em luôn phải trân trọng tất cả những thời gian đấy để dành cho gia đình của mình. Cả lanh quanh lân cận hàng xóm với là các xã lân cận đây này, rất là tiếng tăm hai anh em. Bây giờ là đi đâu người ta cũng biết. Thế là cô cũng thấy vui vì cháu đạt được cái kết quả mà hắn mong muốn. Sự tần tảo của bố mẹ đã nuôi dưỡng đam mê và mơ ước của hai anh em. Hiểu thấu điều đó nên Tiến Dũng luôn động viên nhau cùng cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Con đường bóng đá của anh Dũng thì thực sự là nó chông gai anh em rất nhiều. Nhưng mà sau rất nhiều khó khăn thì anh ấy đều vượt qua được. Và có những lúc em cũng gặp khó khăn rất nhiều trong bóng đá thì những lúc đấy thì em chỉ gọi điện cho anh Dũng. Thì anh Dũng luôn là người tạo niềm tin và động lực cho em phấn đấu tiếp. Có lúc bọn con sẽ thi đấu không tốt nhưng mà mong gia đình luôn ủng hộ và bọn con sẽ không bao giờ để gia đình phải thất vọng. Anh em con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con đường sự nghiệp với những cơ hội và cả thử thách đang mở ra với hai cầu thủ trẻ. Hy vọng tình anh em sẽ giúp họ đạt được thành công.